Người đứng đầu cơ quan về người tị nạn Palestine của Liên hiệp quốc vừa cảnh báo về một chiến dịch có chủ ý và phối hợp nhằm phá hoại các hoạt động của tổ chức này. Trước đó thì Israel cáo buộc cơ quan này đã tuyển dụng hơn 450 thành viên của Hamas và các nhóm vũ trang khác người đứng đầu cơ quan về tị nạn palestine của liên hiệp quốc unrwa philip lazarini không đề cập cụ thể trong những cáo buộc mới nhất nhưng chỉ trích thủ tướng benjamin netanyahu vì đã công khai tuyên bố unrwa sẽ không là một phần của gaza thời hậu chiến ông lazarini cho biết việc thực hiện kế hoạch trên của israel đã được tiến hành với việc phá hủy cơ sở hạ tầng của cơ quan này trên khắp giải gaza UNRWA đang phải hoạt động trong tình cảnh thắt lưng buộc bụng sau khi 16 quốc gia tạm dừng tài trợ với tổng số tiền 450 triệu đô la Mỹ. Ông Lazarini nhấn mạnh chỉ UNRWA mới có đủ khả năng cung cấp các dịch vụ bao gồm giáo dục và chăm sóc sức khỏe trên quy mô lớn trong trường hợp không có cơ quan nhà nước chính thức. Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 3.000 người hiện vẫn đang làm việc để cung cấp viện trợ ở Gaza, nơi 576.000 người chiếm một phần tư dân số lãnh thổ này đang cận kề nạn đói